Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN trong chương trình Hạnh phúc từ đâu. Hôm nay, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam chúng tôi xin được giới thiệu buổi trò chuyện với ông Trần Quang Thành, là thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Chúng tôi xin chào ông Thành và xin ông lên tiếng chào quý khán thính giả của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý khán thính giả và chào cô Minh Trước. Cảm ơn ông. Thưa ông, theo niềm tin của Cơ Đốc giáo thì Đức Chúa Trời là đấng tạo ra vũ trụ vạn vật, trong đó có loài người của chúng ta. Và Ngài cũng là đấng đang vận hành cả vũ trụ này. Chẳng những chỉ có Cơ Đốc giáo, mà theo sự hiểu biết của tôi thì hầu hết người Việt Nam chúng ta đều tin là có ông trời. Và cũng tin ông trời có quyền trên con người và vạn vật. Bởi vì điều đó được thể hiện trong văn hóa Việt Nam, trong ca dao tục ngữ của chúng ta. Chẳng hạn như trời xanh voi xanh cỏ, hay là mặc dầu trời hại mới hư, dầu ai có hại cũng như phóng dồi. Và qua những câu nói trời mưa trời nắng, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, vân vân. Thắc mắc của tôi là nếu ông trời như vậy thì tại sao còn có nhiều người Việt Nam vẫn không biết ơn ông trời, không thờ ông trời mà lại đi cảm ơn và thờ lại những vị thần khác, mà đôi khi đó là những vị thần do con người tạo ra. Theo ý ông thì giải thích điều này như thế nào? Xin mời ông. Kính chào cô. Kính thưa quý khán thính giả. Để trả lời câu hỏi của cô, tôi xin đưa ra hai câu chuyện để rồi cô và quý thính giả nhận định như thế nào. Câu chuyện thứ nhất được đăng trên trang web newsjin.vn dưới tựa đề Ở nhờ rồi chiếm nhà của cháu gái, do tác giả Văn Thanh đăng vào ngày 24 tháng 5 năm 2016. Câu chuyện này được xảy ra tại Hà Nội. Nội dung câu chuyện như sau. Bà Tuệ, năm 19 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Cách đây gần 40 năm, bà Tuệ lấy chồng người Việt gốc Hoa. Sau đó, cả nhà bà dọn sang Nhật Bản để định cư. Khi đã ổn định cuộc sống, người đàn bà xa xứ vẫn đau đáu nhớ về quê hương nên thường xuyên trở về thăm nhà. Cùng trong một thời gian này, do phải làm ăn với nhiều người ở Hà Nội nên bà Tuệ có nhu cầu mua nhà ở đây. Để mua được căn nhà, người phụ nữ mang quốc tịch nước ngoài phải nhờ người đứng tên tài sản thay mình. Do cha mất sớm, bà Tuệ phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông Bình là chú ruột khi đó đang công tác tại Hà Nội. Nhận lời, ông Bình tìm mua giúp của cháu gái căn nhà nhỏ 2 tầng ở quận Cầu Giấy. Để đền đáp công ơn của chú, mỗi khi về Việt Nam, bà Tuệ lại đưa cho ông Bình tiền và mua sắm quần áo cho gia đình của ông. Nhận nhà, bà Tuệ bỏ tiền ra sửa sang, mua sắm nhiều nội thất. Thấy nhà cháu gái để không, ông Bình ngỏ lời cho mình và vợ con vào ở. Bà Tuệ đồng ý. Vào được căn nhà, ông Bình đã bán hết đồ đạc do bà Tuệ sắm để lấy tiền tiêu pha. Thậm chí khi hai người con trai của bà Tuệ từ Nhật về Việt Nam du học, chúng cũng bị ông Bình đuổi. Câu chuyện thứ hai, bà NNK, một Việt Kiều tại Mỹ, chuyển 3 tỷ đồng cho người cháu mua và đứng tên căn nhà ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn năm 2008. Bà K về nước thăm người thân. Một thời gian sau, do mâu thuẫn nên người cháu đuổi bà K ra khỏi nhà và cho rằng nhà đó là nhà của mình. Bà K đã kiện người cháu ra tòa. Thưa quý khán thính giả, và có lẽ quý vị còn nghe nhiều câu chuyện đau lòng khác nữa từ những người ở nước ngoài như Mỹ, Canada. Họ vất vả làm ăn, dành dụm gửi tiền về chu cấp cho gia đình và cho những người thân ở quê nhà. Khi dành dụm được kha khá, lại gửi về để mua đất, mua nhà, và vì không để đứng tên nên lại nhờ người nhà đứng tên trong giấy tờ. Tuy nhiên, khi giá nhà, giá đất tăng lên, những người đứng tên trong giấy tờ không muốn trả lại đất hay nhà cho người đã cung ứng tiền. Chẳng những không trả lại, mà nhiều trường hợp còn muốn ra tay giết chết người thân của mình. Kính thưa quý khán thính giả, khi nghe những câu chuyện trên, quý vị có cảm nghĩ như thế nào? Có lẽ quý vị sẽ trách sao có những con người nhẫn tâm như thế, không biết ơn mà còn lấy oán báo ân.
Những người trong câu chuyện trên như ông chú bà Tuệ hay người cháu của bà Ca, không phải họ không biết tiền từ đâu mà có để họ mua nhà, không phải họ không biết bấy lâu nay họ có cuộc sống ấm êm từ đồng tiền của ai. Vậy mà họ vẫn ngang nhiên gạt bỏ tất cả những điều ấy, gạt bỏ tình cảm gia đình chỉ vì lòng tham. Quý vị và tôi trách những người như ông chú bà Tuệ, người cháu của bà Ca là phải lắm. Nhưng bây giờ xin quý vị nghe đến một câu chuyện liên quan đến tôi và quý vị. Và đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của cô. Câu chuyện này được Kinh Thánh ghi lại trong sách Tin Lành Giăng. Ông Giăng là môn đệ của Chúa Giêsu. Ông cho biết Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời tạo hóa và Ngài là đấng đang vận hành vũ trụ này. Ngài ban mưa nắng cho kẻ công bình lẫn người không công bình. Ngài ban ánh sáng, ban không khí để con người hít thở. Nghĩa là Ngài ban cho con người sự sống. Như lời trong Giăng chương 1, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Thế nhưng, cũng chính ông Giăng cho chúng ta biết trong Giăng chương 1 từ câu 10 đến câu 11 như thế này. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Ngài đến không phải để đòi lại những gì Ngài đã ban cho con người, mà Ngài đến để tiếp tục ban cho họ sự sống, không chỉ là sự sống mà là một sự sống dư dật như lời của ông Giăng trong chương 10 câu 10. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sự sống dư dật. Ngài đến để người mù được thấy, người câm được nói, người què được đi. Luca đã viết trong sách của mình chương 7 từ câu 21 đến câu 22. Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, cả mắt quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng: "Hãy về báo cho dân các sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã được rao giảng cho kẻ nghèo." Thế mà người Do Thái thời đó, chẳng những họ không nhìn nhận Ngài, chẳng những họ xem Ngài như không có liên hệ gì đến mình, mà họ còn đánh đập Ngài và cuối cùng họ đã giết chết Ngài bằng cách đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Có phải quý vị cho rằng những người Do Thái thời đó sao tàn nhẫn thế, sao bội ơn đến như vậy? Thưa quý khán thính giả, công tâm mà nói, từng giây, từng giờ trong cuộc đời của tôi và quý vị đã nhận không biết bao nhiêu ân huệ từ Đức Chúa Trời hay ông trời mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Các con trẻ có những bữa cơm no lòng, ngon miệng, áo quần đẹp đẽ thì đằng sau đó là sự lao tâm, lao lực của cha mẹ, chứ không thể nào tự nhiên mà chúng nó có cơm ăn, áo mặc. Cũng vậy, những gì mà chúng ta không tạo ra được mà chúng ta đã và đang hưởng thụ thì cũng không phải tự nhiên mà có. Ắt phải có ai đó ban cho chúng ta. Và đấng ban cho chúng ta mọi thứ đó chính là Chúa Giêsu, là Đức Chúa Trời tạo hóa mà người Việt mình thường gọi là ông trời. Quý vị ơi, đã bao nhiêu lần quý vị nghe nói về Ngài, nhưng quý vị đều không chấp nhận Ngài giống như người Do Thái khi xưa. Quý vị cũng không đền ơn Ngài giống như người chú của bà Tuệ, người cháu của bà Ca. Chỉ vì chúng ta không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn, hoặc đôi khi chúng ta cho rằng đó là điều tất nhiên. Chẳng hạn như cha mẹ thì phải nuôi con nấng con cái, là thầy giáo thì phải dạy dỗ học sinh, là Thiên Chúa thì phải ban ơn. Chúng ta sợ nếu nhận ra ơn, chúng ta phải trả ơn. Hôm nay, nếu quý vị đang xem hay nghe chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi tin rằng một lần nữa, Chúa Giêsu đến và đang đứng trước cửa lòng quý vị. Như lời Ngài đã phán trong sách Khải Huyền, chương 3, câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Chần chờ gì nữa quý vị ơi, hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị, để không những quý vị không mang tiếng là người bội ơn mà còn hưởng được những phước hạnh mà Thiên Chúa đang dành cho quý vị trong cuộc sống hiện tại cũng như mãi mãi về sau. Amen. Kính chào quý khán thính giả. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chúng tôi xin phép được chấm dứt tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới bình an và đầy phước hạnh. Xin kính chào.
Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 24 tháng 3 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.